Xin chào các bạn, hôm nay cô Dung sẽ hướng dẫn các bạn chuỗi bài tập siết eo nhỏ bụng, nâng mông và có một cặp chân thon dài. Bạn nào muốn có body đẹp xin mời tập cùng cô Dung nha. Trước tiên chúng ta ngồi chống tay. Tay chân là bốn góc vuông, bàn tay chống ngay dưới vai, đầu gối chống ngay dưới hông. Rút rốn lên, rút rốn siết cơ bụng, thẳng thắt lưng ra, cột sống nằm trên một trục thẳng. Hít sâu vào, duỗi thẳng chân phải, duỗi mũi chân ra, siết cơ bụng lại, cột sống nằm trên trục thẳng. Hít vào, thở ra, hạ xuống, lên, hít sâu, thở ra, rút rốn siết cơ bụng lại, hít sâu, thở ra, hít sâu, thở ra, hít sâu, thở ra. Tiếp tục lên, hít vào, kéo qua bên phải, thở ra, siết cơ bụng lại. Cô lập chân phải di chuyển, hít về giữa, kéo qua trái, thở ra, hít vào. Cô lập tức là thân mình giữ bất động, chỉ có di chuyển chân phải thôi, thở ra, hít vào, thở ra, hít sâu, thở ra, gồng chắc bụng lên, hít sâu, thở ra, hít sâu, thở ra, hít sâu, thở ra, hít sâu, thở ra, giữ lại nào, siết cơ bụng lại, giữ 5, 4, 3, 2, 1, hít sâu, thở ra, chống qua bên trái, siết cơ bụng lại, giữ 5, 4, 3, 2, 1, trở về, hít sâu vào, luôn luôn chắc cơ bụng, không thả thòng bụng xuống, thắt lưng giữ thẳng ra, hít vào, kéo gối phải, siết cơ bụng, thở ra, hít sâu, vẫn cô lập chân phải, thở ra, hít sâu, hít mũi, thở miệng ra nào, thở ra, thở miệng ra, gồng chắc cơ bụng hơn nữa, hít sâu vào, thở ra, luôn luôn gồng chắc bụng, không thả thòng xuống, hít sâu, thở ra, hít sâu, thở ra, hít sâu, thở ra, hai lần nữa thôi nào, hít sâu, thở ra, người giữ bất động lại, lần cuối nào, hít sâu, thở ra, giữ lại, 5, 4, 3, 2, 1, hít sâu, vào, duỗi ra, vẫn chắc người, cảm nhận sâu, cột sống trên trục thẳng nào, giữ lại và nhịp chân lên nè, 1, 2, siết bụng, 3, thở miệng ra, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, lên rồi, bắt đầu, lên nhưng vẫn không võng thắt lưng nha, rút rốn lại, thẳng cột sống thắt lưng ra, siết cơ bụng lên, tưởng tượng mũi bàn chân phải của mình giống như mũi cây bút, bắt đầu mình vẽ vòng tròn nào, siết lại vẽ, vẫn cô lập chân phải ra, di chuyển bằng chân phải toàn thân giữ, 4, 5, xoay ngược lại nào, xíu sau, 5, vẽ nhỏ nhỏ thôi, 4, cảm nhận tê mông rồi, tê bắp chân, tê đùi sau, và chắc bụng lại, 3, 2, 1, hạ xuống, cong lưng lên, rút rốn lên, thở ra, lui về, hít vào, trường lên, thở ra, hít mũi vào, thở ra, thở miệng ra nào, hai lần nữa, hít sâu, ép vào lưng giữa, lưng trên, thở ra, thở miệng ra, lần cuối nào, hít vào, thở ra, rất tốt. Giờ cô Dung mời các bạn đổi bên, đổi chân đi nào, duỗi thẳng chân trái ra sau, duỗi vuốt căng mũi chân ra, hít vào, toàn thân nằm trên đường thẳng, hạ xuống, thở ra, chấm nhẹ cái mũi chân xuống, lên, hít sâu, thở miệng ra, hít sâu, thở miệng ra, hít sâu, thở ra, cô lập chân trái di chuyển, hít sâu, thở ra, rút rốn lên, siết lại, không thả thòng bụng xuống, thở, hít sâu, thở, hai lần nữa nào, hít sâu, thở, hít sâu, thở ra, rất tốt. Lên, hít sâu vào, kéo về bên trái, thở, trở về, hít sâu, kéo về bên phải, chấm nhẹ mũi chân xuống, thở,
hít sâu, thở, cô lập chân trái, hít sâu, thở, miệng, hít sâu, thở, miệng, hít sâu, thở, miệng, siết chặt bụng lên, hít sâu, thở, miệng, hít sâu, thở, miệng, hít sâu, thở ra, hít sâu, thở ra, lần cuối nào, hít sâu, thở ra, hít sâu, thở ra, rất tốt, trở về, hít sâu, kéo gối trái về, hông trái, thở ra, hít sâu, hai thở ra, cảm nhận cơ mông, cơ đùi làm việc nào, hít sâu, thở ra, hít sâu, thở ra, hai lần nữa nào, hít sâu, thở ra, lần cuối, hít sâu, thở ra, hít sâu lại giữ, 5, 4, 3, 2, 1, hít sâu vào, duỗi ra, rút rốn lên nào, cột sống trở về, trung tính đi. Rồi, tưởng tượng chân trái mình là cây bút, vẽ nào, vẽ vòng tròn, siết cơ bụng lên, chắc cơ mông, cơ đùi, cơ bắp chân, 3, 4, cô lập chân trái, chuyển động, 5, rồi, vẽ ngược lại nào, 5, siết sâu, 4, 3, 2, 1, rất tốt, hít sâu vào, nhấp chân lên nào, siết lên, nhấp lên, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hạ xuống, tê chân, tê cơ mông, cong lưng thở ra, từ từ lôi mông về, chạm gót, trán mũi chạm sàn, thả lỏng thân. Giờ chúng ta cảm nhận sâu hơi thở, hít mũi, thở miệng, và cảm nhận tất cả các nhóm cơ hoạt động hết công suất, nhóm cơ bụng, cơ mông, cơ đùi, cơ bắp chân. Mời cả lớp từ từ cuộn người ngồi lên. Vừa rồi cô Dung hướng dẫn các bạn chuỗi bài tập siết eo, nhỏ bụng và nâng mông, cho chúng ta một đôi chân săn chắc thon dài. Các bạn nhớ bấm nút theo dõi kênh màu đỏ bên dưới và chiếc chuông để nhận những bài tập tiếp theo từ cô Dung nha. Bây giờ cô Dung xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.